xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em về kho rất là nhiều sản phẩm máy khoan pin đai oát, máy 3 chức năng, đầu kẹp kim loại 13 ly tự xiết, máy chạy động cơ không chổi than cực kỳ là khỏe. Và theo máy là các bác sẽ có hai quả pin châu 10 cell. Em sẽ làm một đoạn video review và giới thiệu chi tiết tới toàn thể các bác nhà mình. Mời các bác cùng xem và tham khảo lựa chọn cái mẫu sản phẩm này bên em. Hôm nay thì hàng mới về rất là nhiều. Em sẽ có một chương trình tặng quà tri ân cho 10 bác khách hàng đầu tiên. Các bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Trước khi em đi vào giới thiệu chi tiết đầy đủ chọn bộ sản phẩm này thì em nhờ các bác là có bác nào mà còn chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ là bấm vào nút màu đỏ là nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón nhận xem những cái video tiếp theo của bên em. Thì em sẽ thường xuyên đăng tải video, mỗi một video sẽ là một dòng sản phẩm điện máy hay và hữu ích để gửi tới toàn thể các bác nhà mình. Khi mà đặt hàng tại trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản tiền trước nhá. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết tới các bác về đầy đủ chọn bộ sản phẩm này. Khi mà các bác đặt mua thì sẽ có một cái hộp đựng máy này màu vàng cực kỳ là đẹp và chắc chắn thôi nhá. Phía bên trong thì các bác sẽ có một thân máy và hai quả pin. Đây, một quả pin là em lắp vào máy rồi, và ngoài ra là sẽ có một quả pin dự phòng như này nhá. Các bác có một quả pin dự phòng bên ngoài như này, chân pin là chân pin phổ thông luôn, và đi theo máy thì sẽ có một cái sạc này, sạc bàn, sạc nhanh ba chân nhá. Máy thì là chạy động cơ có chổi than cực kỳ là khỏe, có ba chức năng nhá. Các bác điều chỉnh, đây là chức năng bắn vít này, khoan và búa. Các bác sử dụng đến chức năng nào thì các bác xoay cái chức năng đó về cái chiều tam giác này cho em. Và sẽ điều chỉnh được 20 cấp độ trượt này. Đấy, các bác điều chỉnh được 20 cấp độ trượt. Và đầu kẹp của nó sẽ là đầu kẹp mang danh đầu kim loại 13 ly tự xiết nhá. Các bác sẽ lắp được mũi khoan 13 ly đổ lại. Và máy 3 chức năng thì các bác có thể là sử dụng để bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ và có chức năng búa để hỗ trợ khoan tường. Nếu với những cái dòng sản phẩm khoan tay như thế này thì các bác cứ khoan tường, khoan tập trung ở mũi 6 hoặc mũi 8. Tập trung ở mũi 6 cho em nhiều hơn để đảm bảo cho tuổi thọ của máy được cao. Thì với cái sản phẩm này thì sẽ phù hợp với những bác nào mà làm trong công việc gia đình, cực kỳ là ok nhá. Hoặc các bác thợ thì nó sẽ phù hợp với rất là nhiều ngành nghề. Có thể là các bác làm nhôm kính, thạch cao, cơ khí là đều có thể sử dụng được cái sản phẩm này. Máy thì có đảo chiều đây, và có nút chỉnh nhanh chậm ở trên lưng máy này, có đèn led soi sáng cho các bác luôn. Các bác có thể điều chỉnh ở công tắc nhá. Khi mà bấm công tắc nhẹ là máy chạy chậm này, bấm công tắc càng sâu càng mạnh thì máy lại càng chạy nhanh. Rất là ok nhé. Máy chạy bằng động cơ chổi than nên là máy rất là khỏe. Một cái mẫu sản phẩm cực kỳ là ok và chất lượng. Và em cũng xin được báo giá luôn để cho các bác tiện đây thì các bác cùng tham khảo nhé. Nguyên một bộ đầy đủ như thế này, các bác có một thân máy, hai pin và một sạc. Với cái mức giá là 950.000 đồng bên em miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Các bác ở bất kỳ nơi đâu chỉ cần để lại thông tin, địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng và test máy đầy đủ, cho nên là các bác yên tâm nhé. Thì hôm nay là hàng mới về cho nên là em sẽ có một cái chương trình này, em sẽ tặng quà cho 10 bác khách hàng đầu tiên. Đây là cái phần quà của bên em. Các bác sẽ có một cái, đây là một cái lối dài zig zag này, và rất là nhiều những cái đầu tô vít hai cạnh bốn cạnh nhá, lối dài này. Cái này là các bác có thể là bắn ốc ở những chỗ sâu chỗ khó. Và đầu khẩu này, rất là nhiều đầu khẩu luôn, và những cái điểm lối này. Đây là một cái phần quà rất là có giá trị nhá. Cái phần quà này thì trị giá là 100.000 đồng. Bác nào mà không mua máy, các bác mua cái phần quà này thì với cái giá là 100.000 đồng, bên em bao ship tận nơi. 10 bác khách hàng đầu tiên, các bác đặt hàng cái sản phẩm đai oát 3 chức năng này thì em sẽ tri ân tặng quà, cái phần quà này cho các bác nhá. Em chỉ tặng cho 10 bác khách hàng đầu tiên, đến bác thứ 11 trở đi là các bác sẽ không còn được nhận quà tặng nữa. Nên là các bác lưu ý giúp cho em, bác nào mà muốn sở hữu cái dòng sản phẩm này và trở thành top 10 người được nhận cái phần quà tặng có giá trị từ bên em thì các bác hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai để sở hữu cái sản phẩm này ngay từ bây giờ nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau.